Dạ vâng, em Khả Đăng xin kính chào tất cả quý khán giả. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ giá rẻ Khả Đăng Ô Tô Hải Phòng. Bản gì là bản động cơ 1.3 của cái dòng Vios này. Nhiều anh em cứ nói cái bản này là bản xe dịch vụ, nhưng mà hôm nay Khả Đăng mua được chính chủ, chính tên một mẫu xe Vios G đời 2014 của cha xứ người Hải Dương các bác nhé, 34A07555. Nếu anh em nào người Hải Dương, anh em có thể phát hiện được biển này, xe này của ai và chính tên chính chủ như nào. Xe đi chuẩn 14 vạn xịn. Đấy, bình thường thì ăn tour về khoảng 5-6 vạn các bác không biết được. 200 nghìn thôi là chỉ 30 vạn thành 10 vạn, 12 vạn ngay. Nhưng mà thực ra thì Khả Đăng Ô Tô thì nói rất là thẳng và nói không có giấu giếm gì cả. Với cửa tiền là nếu Vios G mà qua dịch vụ rồi nhà em bán chỉ có 27 thôi. Đời 2014 nhá các bác nhá, 270 còn bớt. Nhưng con này thì nó chưa qua dịch vụ tư nhân một chủ sử dụng từ đầu. Xe không taxi dịch vụ một ngày nào, không khoan đục các bác nhá. Máy zin keo chỉ zin 100%. Trước này anh em nào mua được thì thực tế quý vị anh chị ở dưới 300 anh em mua được con này nó xuất sắc luôn. Có khi nó đẹp hơn cả Vios E đời 2014 mà đã qua dịch vụ rồi quý vị anh chị nhá. Nên là các bác nào mà cảm thấy cân nhắc cái mẫu xe này thì hãy liên hệ trực tiếp với em Đăng qua số điện thoại 0326062789, sở hữu mẫu Vios đời 2014 tư nhân một chủ sử dụng từ mới bản 1.3 nhưng lại không taxi dịch vụ một ngày nào luôn. Rất là đẹp. Không biết là ngày xưa vì sao lại mua cái mẫu này, không mua bản đủ, không mua số tự động mà mua cái mẫu này. Nhưng mà nó rất là đẹp các bác nhé. Mang nước sơn màu bạc, sơn zin, máy zin, keo chỉ zin. Lốp được trang bị lốp R15 là nguyên bản theo xe chứ không phải R14 như bản Nimo. Đấy, động cơ 1.3 số sàn thì nó sẽ tiêu hao tầm khoảng 5 lít rưỡi xăng trên 100 km các bác nhé. Nhà em có rất là nhiều xe khác cho bà con lựa chọn với cửa tiền banh quanh 300 triệu. Anh em có thể nhìn này, đấy, ngay cả những con kia nó có 200 mấy thôi. Cái con Kia Forte đời 2013 số sàn này kìa. Con đấy bán có 270 thôi. 26 là bán rồi. Trên nữa là có Chevrolet Cruze đời 2012. Cruze biển 34 kìa, em bán có 240 thôi. Đấy. Xong rồi Hyundai Avante số tự động đời 2011 này, em bán có 320 thôi. Đây hay dưới này là Innova này đời 2006 ấy. Hay là Mitsubishi Outrigger đời 2016 em bán có 250, còn giảm. Còn độc lá còn bao rút hồ sơ nhá. Gate có bán 130-140 thôi. Dưới kia Outrigger cả còn Focus kìa. Trong này thì em nhìn các bác nhìn bãi nhà em này. Đây. Em nói vài trăm xe các bác nói không tin, nhưng mà bãi nhà em thực tế là nó rất là nhiều xe ạ. Các dòng các đời các bác nhé, các bác nhìn này, xe này xếp cái tràn nan này, mỗi hàng khoảng 30 cái, 6-7 hàng mới hết được. Còn xếp tràn nan dưới kia cơ. Mà chưa tính những chiếc xe Khả Đăng Ô Tô đang cho anh em đi dọn xung quanh đây. Đấy, nên là nhà em có nhiều. Thì kính mong quý vị anh chị bớt chút thời gian bằng Ngọc có thể qua trực tiếp cửa hàng, không xem được chiếc xe này, anh em đi chỗ khác xem cũng được. Nhưng mà nhà em nhiều xe lắm nên các bác tha hồ lựa chọn. Cũng mong là làm sao anh em đến với nhau, em có lời các bác có chiếc xe đẹp nó phù hợp với cửa tiền. Còn Khả Đăng thì làm chủ cửa hàng nên là em sẽ không kênh qua cầu qua kèo gì hết. Các bác cứ đến xem xe trực thực tế như nào, em báo chuẩn cho bà con các anh chị, có cam kết cho bà con. Còn lại xe cũ thì anh em hỏi bao giờ nó hỏng thì thực tế mà nói thì không biết khi nào nó hỏng. Nhưng bọn em có đội thợ ngũ thợ chuyên nghiệp thì người ta sẽ xem được khoảng tầm 80% đến 90% chắc chắn là xe nó còn được tầm như nào. Chứ còn bây giờ mà con nào nó cũng đẹp, con nào nó cũng xấu thì những con xấu bán cho ai đúng không? Nhưng mà Khả Đăng Ô Tô thì không bán ra mấy cái dòng xe đâm đụng nặng ngập nước nhé. Va quẹt nhẹ thì em vẫn mua đấy, nhưng mà nó rẻ thôi, thì nó rẻ hơn những cái con zin hẳn. Con nào zin đẹp 100% không taxi dịch vụ như con này thì nó khác. Còn có con nào taxi thì em bán có 265 triệu thôi, gọi 275 nhưng em bán cho bà con 265 thôi. Nhưng con này nó không dịch vụ nên em bán 295 để cho bà con 285 nhé. Thì các bác cảm thấy nó ok mà em làm việc nó cũng tương đối ok thì các bác xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ kênh và đến cửa hàng nhà em trải nghiệm xem thử em có tả đúng mô tả không nhé. Vios G form 2014 này thì nó là form mới rồi, được trang bị hai túi khí động cơ 1.3 số sàn nhưng có năng đúc nguyên bản theo xe, không cần phải nâng độ lên, và có cái nốp R15 rộng rãi cao ráo hơn so với nốp R14 của phiên bản Nimo. Và động cơ 1.3 xăng nó chỉ tầm đang quanh 5,5 lít trên 100 km thôi. Xe này là một chủ sử dụng từ mới của vị cha xứ người Hải Dương và không có một ngày nào dịch vụ taxi các bác nhé. Ghế da, nội thất tất cả đều nguyên bản, ngay cả cái đầu đài cũng nguyên bản luôn. Không khoan đục, không taxi, không đâm đụng va chạm gì cả. Máy số, thân vỏ, keo chỉ zin. Đấy anh em nhìn keo chỉ zin hết này. Con này nó đẹp xuất sắc từ trong ra ngoài luôn. Quý vị anh chị nào mà đang cần cửa tiền khoảng tầm 285 triệu, anh em liên hệ ngay Khả Đăng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789 nhé. Em sẽ để cho bà con có anh chị là 282 triệu đồng, không bao gì. Còn 285 triệu đồng là em sẽ bao rút hồ sơ các bác nhé. Còn lại giá niêm yết của cửa hàng đang là 295 triệu đồng. Còn anh em hỏi của cơ nhân viên cửa hàng thì chắc chắn người ta sẽ báo là 295 triệu. Đấy, còn bớt cho bà con một chút thôi. Nhưng em đã bớt trực tiếp trên video cho khách hàng của Khả Đăng Ô Tô ưu ái nha. Trực tiếp này, các bác nhìn này, keo chỉ zin hết. Nếu nói sai, ngày mai em nói lại các bác nhé.
Nếu nó đúng thì hai đầu gối bằng nhau đây, nhưng mà thực tế mà con xe nó đẹp như này thì chê nó cũng khó nhỉ. Nó dù gì nó là xe cũ nhưng mà con này nó đẹp lắm, nó mới lắm và nó không đâm đụng ma chạm gì, máy số nó zin hết này, không khoan đục, không taxi, tư nhân một chủ sử dụng từ đầu, nên là cũng hầu hết tập bản 1.3 em mua là toàn là xe taxi ra hết, xe ra chạy dịch vụ hết, nhưng con này thì không, không một ngày nào luôn, mới lắm mà rất là đẹp, mà sơn còn zin rất là nhiều luôn. Trước này thì khả năng ô tô đang nên biết giá bán là 295 triệu nhé, có giảm. Số điện thoại của em là 0326062789. Trân trọng cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đây km chuẩn của nó chưa tua nhé các bác nhé, nếu em tua đồng hồ thì các bác không biết được, nó chỉ nhanh quanh khoảng 200.000 thôi, 200.000 là các bác sẽ được tua đồng hồ luôn các bác nhé. Đây là anh em nhìn này, lịch lượt tiếp theo là 14 vạn 600, đây 14.6706 km sẽ là thay dầu. Đấy thì con này nó là đợt vừa thay, là chắc là vừa mới thay xong dầu đấy, người ta lịch thay dầu đây. Đấy. Xuất sắc luôn. Đây 13.9670. Đấy lịch thay dầu đấy các bác nhìn này, vô lăng các bác nhìn nó không mòn tí nào nhé. Hai mép này cũng không mòn tí nào này. Đấy, chỉ có chất đúng 14 vạn thôi. Và 14 vạn thì nó đẹp lắm các bác nhé. Nên nhớ là một năm taxi chạy khoảng tầm 5 đến 6 vạn nhé. Sau 14 năm, sau 15, sau 9 năm, 8 năm đi, 8 năm 40, nếu anh em đi ít cũng phải tầm 30 vạn, 25-27 vạn, còn đi nhiều thì anh em phải đi khoảng 30-40 vạn, đúng chưa? Đấy, nhưng con này nó đi 14 vạn thì cực kỳ mới và xe gia đình 100% luôn. Anh em thử tính cho em 8 năm là 83-24-86-48 là 2.800 ngày, 2.800 ngày mà đi được 14 vạn thì đồng nghĩa việc một ngày anh em đi được khoảng tầm khuôn 3-4-12 nhỉ, 45 km. Đấy, trung bình là khoảng mỗi ngày có đi khoảng tầm 40 cây. Đấy, thế nào cũng là đi nhiều đấy. Bình thường anh em thì đi 20 cây một ngày thôi, nhiều bác đi 10 cây thôi. Nhưng mà thực tế mà nói thì đài nghe xe chạy, các bác không đi còn hỏng xe cơ. Nếu anh em để tại chỗ một ngày một tháng em không nổ, dầu máy nó két lại, hỏng xe luôn. Đấy, em đã bị dính rất là nhiều những chiếc xe để lâu mà không nổ máy là cũng rất là nguy hiểm hơn là cả cái dòng mà anh em để anh em đi thường xuyên. Nên là anh em có đài nghe, anh em phải bật đài thường xuyên thì nó sẽ không bị rè noa đấy. Còn lại xe ngon thì anh em muốn ngon anh em phải tự nổ máy thường xuyên và di chuyển. Em đều điều hòa chết rét luôn các bạn, điều hòa chết rét luôn nhá, mới lắm, con này nó mới kinh khủng luôn. Em cho mời các bác xem qua cái phần khoang máy động cơ của chiếc xe này nhá, xem tình trạng máy móc như nào. Gần như không nổ máy luôn này, máy nổ êm như không nổ luôn, đẹp lắm. Sơn zin này, xước một tí vẫn còn nguyên này, các bác nhìn thấy chưa, đẹp. Mua những con xe như này rất an tâm. Khả năng thì đang niêm yết giá bán là 295 triệu nhé. Đây các bác ơi, ôi máy zin từ mặt dàn cò hay sao ấy, máy zin đét đẹp đẹp các bạn, zin đét từ dàn cò luôn nhé. Đấy, và nổ rất là êm, máy động cơ 1.3, nó sử dụng máy của Toyota Yaris và cái keo chỉ này, ốc cabo chưa hạ này các bác nhìn này. Đấy, sơn zin hết này, keo chỉ cabo nguyên zin hết, không mất phần nào luôn, xe rất là xuất sắc và đẹp. Giá tiền thì khả năng ô tô đang niêm yết giá bán là 295 triệu. Còn giảm, còn độc lá, ba rút hồ sơ cho quý vị anh chị. Các bác đã xem được rồi, nên làm ơn hãy xin một like đăng ký kênh. Anh em nào muốn đến xem xe trực tiếp liên hệ khả năng ô tô. Còn nếu anh em tin tưởng, có thể chuyển cọc cho bên em đánh xe tận cửa nhà cho quý vị anh chị. Đăng kiểm tháng 12 năm 2023, xe rất là mới và đẹp. Và không taxi dịch vụ gì cả, xe rất là hiếm và đẹp các bác nhé. Khả năng ô tô trân trọng cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn quan tâm theo dõi ủng hộ. Hãy nhớ đăng ký kênh like và chia sẻ những video bên em. Xin chào mọi người trong video clip tiếp theo.